trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công. Đường Thanh Thang Ba Đình lịch sử, đường tấp nập Hoàn Kiếm Đông Xuân, nghe nao nức trong lòng thủ đô ta sục sôi đánh mình. Ơi cô gái ơi, cũng trên vai sao buông đầu bố, em đi về đâu mà mắt em tươi sáng, em đi về đâu mà chân bước nghiêng ngang. Những hôm miệt mài trên bãi tập chiến công này hẳn có tay em. Anh chiến sĩ ơi, đã bao đêm anh bên nòng súng ngắm những đường phố mà thấy sao tha thiết. Ơi thủ đô thịt da máu xương ta, chút căm hờn vào quân xâm lược giữ đất trời thủ đô. Đây là tuyến đường sắt đoạn ngầm sâu dưới lòng đất, nên các tiêu chuẩn thiết kế cho tấm vỏ hầm sẽ có yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn cao hơn so với các cấu kiện thông thường để đảm bảo chống chịu được áp lực đất và nước ngầm. Công tác kiểm soát chất lượng tấm vỏ hầm cũng được quản lý chặt chẽ. Với cái sản phẩm tấm vỏ hầm này, yêu cầu cái dung sai chế tạo rất là thấp. Hiện tại của dự án này, tất cả các dung sai về kích thước hình học chỉ đạt dưới 0,5mm. Đấy, nhỏ hơn rất nhiều so với những tiêu chuẩn mà dung sai của cái tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Tại vì khi nắp dựng vào với các cái khớp với nhau trên toàn tuyến thì tránh cái độ sai số cộng dồn ở cuối tuyến về cái kích thước và về sai số là phải khống chế tuyệt đối. Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công. Các cái tấm vỏ hầm phải được sản xuất với cái số lượng tối thiểu là 700 rinh. Thì hiện nay đến thời điểm này là đã sản xuất được hơn 800 rinh. Như vậy là đủ điều kiện. Muộn nhất là ngày 30 tháng 7 là chúng tôi sẽ tiến hành hoạt động. Tin thắng trận giữa đất trời thủ đô tự hào. Ta nghe tiếng to khắp non sông âm vang rộn rã. Đây thủ đô là trái tim kiêu hãnh, đây Sài Gòn Huế cả đất nước hiên ngang. Có nơi nào đẹp hơn đất này, đất anh hùng Việt Nam.